chào quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ nói gì. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Dương Quốc Phong, hiện đang là giảng viên của khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và đang công tác tại Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui vì hôm nay được đến để trao đổi, chia sẻ kiến thức với quý vị khán giả. Thì như quý vị đã biết thì hiện nay với lối sống công nghiệp và cái việc mà mình làm việc trong cái văn phòng quá nhiều, cộng với việc là khi mà mình có những cái thói quen, đặc biệt là thói quen xấu ảnh hưởng tới việc ăn uống, như là thường xuyên mình xem điện thoại hoặc là xem những cái tin tức, xem những video, xem phim trong cái quá trình mình ăn uống, thì nó có rất là nhiều tác động xấu đến sức khỏe, trong đó tác động trực tiếp nhất đến đường tiêu hóa. Nên hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề này. Đường ống tiêu hóa của chúng ta xuất phát từ miệng, sau đó đến thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng và hậu môn. Thì mỗi một cái cơ quan nó sẽ có một cái vai trò. Trong đó, ở cái bộ phận đường tiêu hóa trên, tức là tương ứng từ miệng, thực quản và dạ dày của chúng ta, vai trò trực tiếp là nghiền nát thức ăn để hỗ trợ cho quá trình hấp thu ở ruột non. Nếu như chúng ta quá tập trung vào việc xem những video hoặc là mình xem những cái tin tức, xem phim trong quá trình ăn uống, thì quá trình này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nó sẽ mang lại những tác động tiêu cực. Thứ nhất là nếu như chúng ta chỉ tập trung vào cái việc ăn uống, vào cái việc xem video, thì hoạt động nhai của chúng ta có thể là nhai nhanh hơn bình thường và nuốt nhanh hơn. Từ đó là khi thức ăn đi đến dạ dày thì việc nhào nặn và nghiền nát thức ăn tại đây nó diễn ra một cách là tăng áp lực lên dạ dày và khiến dạ dày của chúng ta dễ bị kích thích và hoạt động quá mức hơn bình thường, từ đó dẫn đến các bệnh lý dạ dày. Thứ hai nữa, nếu như thức ăn không được nghiền nát tốt thì khi đến ruột non thì lúc đó cái quá trình hấp thu của chúng ta cũng sẽ bị kém đi và dẫn đến những cái vấn đề về thiếu chất dinh dưỡng nếu như mà chúng ta không tập trung vào quá trình ăn uống một cách là hiệu quả. Thứ ba, nếu như mà chúng ta quá tập trung vào việc xem video hoặc là xem phim, xem điện thoại trong quá trình ăn uống thì bộ não của chúng ta sẽ bị đánh lừa và lúc đó là những tín hiệu từ dạ dày khi mà thức ăn nó quá nhiều, nó đã đầy rồi, nó không được đưa trực tiếp lên trên não của mình và dẫn tới là chúng ta không kiểm soát được lượng thức ăn đưa vào trong cơ thể và nó dẫn tới cái việc là tăng cân. Ngoài ra, nếu như chúng ta vẫn cứ xem video hoặc là xem điện thoại trong quá trình ăn uống thì hoạt động nhai của chúng ta sẽ không hiệu quả, khiến cho thức ăn nó không được nghiền nát tốt và khi đưa đến dạ dày nó sẽ tăng áp lực lên dạ dày của chúng ta. Việc dạ dày hoạt động quá mức cũng sẽ dẫn đến các bệnh lý dạ dày như là viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ dày tá tràng. Hiện nay thì dân văn phòng cũng như là những người làm việc thường xuyên trên máy tính sẽ là những người mà có cái nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan tới đường tiêu hóa là rất là nhiều. Và nhóm đối tượng này đến khám tại bệnh viện cũng khá là đông. Lý do cho vấn đề này thì thứ nhất là đối với nhân viên văn phòng thì đa số là các bạn làm việc trên máy tính thì là cái đầu óc của mình là cần phải tập trung rất là nhiều, áp lực căng thẳng và stress rất là nhiều, từ đó dẫn đến tình trạng là tăng tiết axit trong dạ dày và tăng nguy cơ các bệnh lý loét dạ dày tá tràng. Thứ hai nữa là nhóm đối tượng nhân viên văn phòng đôi khi có một số thói quen xấu ảnh hưởng tới vấn đề tiêu hóa. Ví dụ như là các bạn thường xuyên là bỏ bữa vì quá tập trung vào công việc, dẫn đến là cái hoạt động tiết của dạ dày nó không theo một cái nhịp cố định, từ đó dễ dẫn tới các vấn đề về rối loạn tiết axit và dẫn đến các bệnh lý dạ dày. Ngoài ra, việc sử dụng các loại chất kích thích để mà giữ cho tinh thần mình tỉnh táo, ví dụ như là uống trà đặc nè, uống cà phê nè và các loại nước có ga hoặc là trà sữa, thì những loại đó nó cũng có tác động không tốt đối với đường tiêu hóa của mình và dẫn tới những cái bệnh lý liên quan tới đường tiêu hóa và tăng tiết axit như là viêm loét dạ dày tá tràng. Thực ra thì đối với nhân viên văn phòng thì cái việc sắp xếp thời gian thì nó sẽ tương đối hơi khó một xíu. Tuy nhiên mình có thể áp dụng quy tắc là 6-12-6, tức là nếu như mình có thể ăn một cái bữa sáng hoặc là lót dạ nhẹ vào khoảng 6 giờ ha. Sau đó thì là mình có thể làm việc và trong quá trình làm việc thì mình có thể là tranh thủ mình dùng thêm một ít để mà nó hỗ trợ cho những cái dạ dày của mình là nó không bị rỗng. Thì từ đó là cái hoạt động tiết axit của mình nó cũng không bị kích thích và mình hạn chế bệnh lý dạ dày. Cái bữa trưa của mình là nên thực hiện vào khoảng 12 giờ trưa. Thì cái khoảng cách giữa các bữa ăn như vậy là nó sẽ tương đối là cân đối và đó cũng là thời gian mình nghỉ ngơi và mình có thời gian để mà mình tập trung cho việc ăn uống một cách hiệu quả. Và cuối cùng là buổi tối của mình là khoảng là 6 giờ thì nó cũng là một cái khoảng thời gian để mà giúp cho đó là cơ thể mình đủ cái thời gian tiêu hóa thức ăn vào buổi trưa và nó tránh cái thời gian là vừa đủ thời gian xa hơn vào cái buổi tối. Mình cái việc mà mình ăn uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, cái thời gian bữa ăn cuối cùng nó quá cận với cái thời gian ngủ thì nó cũng tăng nguy cơ cái hoạt động của dạ dày của mình vào buổi tối và nó tăng các bệnh lý về đường tiêu hóa, đặc biệt là viêm dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản.
Ngoài ra đó thì là đối với nhân viên văn phòng thì mình cũng có thể là áp dụng các biện pháp khác để mà hỗ trợ giảm cái vấn đề bệnh lý dạ dày. Ví dụ như là mình sẽ có những cái bữa ăn nhẹ vào cái những cái giờ giải lao, thì ví dụ như là ở cái khung 9 giờ hoặc là 15 giờ thì vào những cái thời gian đó thì mình nên có một cái bữa nhẹ ha. Thì ưu tiên là sử dụng những cái thực phẩm mà giàu chất xơ để mà nó có hỗ trợ là cái việc là làm đầy trong cái dạ dày của mình, giảm cảm giác đói, và nó cũng hỗ trợ cho cái vấn đề là tiêu hóa trong dạ dày của mình, thì nó sẽ giúp cho mình là cân bằng được cái bữa ăn. Đối với nhân viên văn phòng thì việc sử dụng đầu óc nhiều nên mình rất là dễ bị stress, và mình nên tìm đến những cái môn hoặc là những cái phương pháp nào mà mang tính chất vận động nhiều hoặc là nó hỗ trợ về tinh thần, ví dụ như là thiền và yoga, thì nó sẽ giúp kiểm soát stress cho mình rất là tốt. Hai cái cơ quan thường hay bị bệnh lý của mình đối với tình trạng tăng tiết axit là dạ dày và tá tràng. Nếu như mà đối với tá tràng thì thường là cảm giác đau nó xuất hiện khi mà mình bị đói bụng. Lúc đó là do axit dư từ trong dạ dày nó đi xuống cái vùng tá tràng của mình. Những cái chất đệm từ trong dạ dày không được tiết ra để trung hòa axit thì nó dẫn tới cái tình trạng là cái cơn đau của mình nó xuất hiện lúc đói. Còn nếu như mà mình lúc no đó thì mình mới xuất hiện cảm giác đau, thì thường nó liên quan tới bệnh lý của dạ dày, là do tình trạng là khi mà thức ăn vào thì lúc đó là hàng loạt các cái axit nó được tiết ra và nó tăng cái tình trạng co bóp và nó ảnh hưởng tới cái vết loét của mình, và từ đó nó dẫn tới bệnh lý đau và xuất hiện ở dạ dày. Thì là đối với một người thì là có thể kết hợp bệnh lý của dạ dày và tá tràng luôn, nên là sẽ đôi khi là ở cảm giác đói người ta cũng thấy khó chịu, và khi ăn vào thì cái dạ dày nó tăng co bóp thì lúc đó cũng khó chịu. Vì vậy là hầu như là cái triệu chứng nó có thể xảy ra cả lúc đói và lúc no. Những bệnh lý mang tính chất trong gia đình thì thường là xuất hiện ở những cái nhóm bệnh lý liên quan tới ác tính, là bệnh lý ung thư là chủ yếu. Thì hiện tại là đã có những nghiên cứu chứng minh là nếu như mà trong gia đình của mình có cha mẹ hoặc là người thân hoặc ông bà hoặc là những cái mối quan hệ xung quanh mình là có những cái bệnh lý liên quan tới ung thư đường tiêu hóa thì mình cũng sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh lý ung thư đường tiêu hóa. Thì là về bệnh lý đó đã được chứng minh. Tuy nhiên đối với cái tình trạng là viêm loét dạ dày tá tràng hoặc là tình trạng viêm dạ dày trào ngược dạ dày thực quản thì thực sự là chưa có nghiên cứu nào chứng minh nó mang tính chất di truyền trong gia đình. Thì nếu như muốn giải thích về những cái vấn đề này thường xuất hiện ở những cái người đối tượng trong cùng một gia đình, có thể lý giải là do là thứ nhất là những cái thói quen sinh hoạt của chúng ta là nó xuất hiện khá là giống nhau đối với những người trong gia đình. Thì cái nếp sinh hoạt là ví dụ như là cùng thích ăn đồ chua cay hoặc là cùng ăn một cái nhóm thực phẩm nào đó thì là nó sẽ xuất hiện thành nhóm, và thường là trong cái gia đình nhỏ thì một người bị viêm dạ dày thì những người khác có nguy cơ bị viêm dạ dày. Thứ hai nữa là về bệnh lý liên quan tới truyền nhiễm thì trong đó, đó là cái nhiễm Helicobacter pylori, tức là cái con vi trùng nó có cái gây cái bệnh lý trực tiếp tại dạ dày á, thì nó lây qua cái đường miệng miệng, tức là khi mà mình ăn thức ăn ha, là mình gấp cho nhau hoặc là mình cùng chấm vào một cái dĩa nước chấm hoặc là mình sử dụng chung muỗng nĩa thì là nó cũng có tăng nguy cơ là nhiễm Helicobacter pylori ở trong gia đình, và nó dẫn tới những cái nhóm bệnh lý trong gia đình xuất hiện cùng lúc với nhau. Ở Việt Nam của mình thì là hầu như đối tượng dân số nhiễm Helicobacter pylori là đến chiếm tỷ lệ rất là cao và có thể đạt đến là 70% dân số. Hầu hết những cái trường hợp nhiễm Helicobacter pylori là nó sẽ gây tình trạng viêm dạ dày cấp tính. Mình chỉ có cái cảm giác là hơi khó chịu ở trong cái vùng dạ dày của mình, và hầu như là mình sẽ là sau một cái thời gian khoảng 1 đến 2 tuần thì triệu chứng đó sẽ biến mất nếu như mà cái cơ thể mình đủ khỏe mạnh để khống chế con vi trùng này. Tuy nhiên là sẽ có một nhóm đối tượng thì sẽ chuyển sang tình trạng là nhiễm Helicobacter pylori mãn tính, thì vi trùng này nó sẽ sống ở trong cái dạ dày của mình và nó gây ra các bệnh lý khác nhau. Thì nếu như mà nó tập trung ở cái vùng hang vị và ở vùng dạ dày của mình đó, tập trung ở vùng hang vị thì sẽ dẫn tới viêm loét ở vùng hang vị và dần dần có thể dẫn tới bệnh lý là ung thư dạ dày. Còn nếu như vi trùng này tập trung ở vùng tá tràng thì nó cũng có thể gây ra tình trạng là viêm loét ở vùng tá tràng và dần dần dẫn tới các biến chứng ví dụ như là xuất huyết tiêu hóa hoặc là bị cái tình trạng là hẹp ở môn vị khiến thức ăn của mình không được hấp thu. Thì đối với tình trạng nhiễm Helicobacter pylori mãn tính thì từ 15 đến 20% là có thể chuyển sang tình trạng là viêm loét dạ dày tá tràng. Trong cái nhóm này thì có thể là có dưới 1% diễn tiến tới ung thư. Nên là mọi người cần phải hiểu đúng về cái nhiễm vi trùng này, không phải chỉ ở những bệnh nhân nào nhiễm vi trùng này thì sẽ dẫn tới ung thư dạ dày,
mà chỉ là trong 100 người thì có dưới 1 người bị ung thư. Thực ra thì đối với nhiễm Helicobacter pylori thì là nó sẽ có một nhóm bệnh nhân là không có triệu chứng, là hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Hầu như là mọi người xem cái tình trạng là nhiễm này nó giống như là một cái con vi sinh vật nó sống chung với cơ thể của mình luôn. Nếu như nó không gây triệu chứng gì thì mình cũng không nhất thiết cần phải điều trị nó, vì hầu như là cái việc sử dụng thuốc để điều trị là nó cũng có nhiều cái tác dụng phụ và nó gây cảm giác khó chịu cho mình. Và nhiễm Helicobacter nó sẽ có những cái chỉ định đặc biệt để mà điều trị, ví dụ như là gây tình trạng loét dạ dày tá tràng, hoặc là ở những bệnh nhân có tình trạng là diễn tiến tới những cái khối u, hoặc là những bệnh nhân nào mà có những biến chứng liên quan tới nhiễm Helicobacter pylori, ví dụ như là thiếu máu mãn tính, thì lúc đó, là sẽ có những cái chỉ định đặc biệt để điều trị Helicobacter pylori. Riêng ở nhóm đối tượng là trẻ nhỏ đó thì là may mắn là cái tỷ lệ mà nó dẫn tới những cái bệnh lý đường tiêu hóa đó là nó rất là thấp, nên là trẻ em là hầu như là nếu như nhiễm thì coi như là sống chung với nó. Ít những trường hợp nào cần sử dụng thuốc điều trị đối với vi trùng này. Thực ra thì là để chẩn đoán chính xác là nhiễm cái con vi trùng này thì mình sẽ có rất là nhiều những cái cận lâm sàng để mà mình chẩn đoán. Thì trong đó, đó là có hai cận lâm sàng mà nó mang cái độ chính xác cao nhất, tức là mình phải áp dụng cái phương pháp là nội soi, đưa cái ống vào trong cái dạ dày của mình và họ sẽ bấm một cái mẫu mô và lấy cái mẫu mô đó bỏ vào trong một cái giếng xét nghiệm và chờ một thời gian. Nếu như mà nó chuyển màu thì lúc đó, đó là mình gọi là có tình trạng nhiễm Helicobacter pylori và cái con vi trùng này nó đang hoạt động luôn, là cái đó là kết quả với độ nhạy và độ đặc hiệu trên 90%, độ chính xác khá là cao. Cái phương pháp thứ hai nó hạn chế cái việc nội soi, thì mình có thể sử dụng cái test hơi thở, tức là mình sẽ uống một viên thuốc vào ở trong cái dạ dày của mình và sau đó là mình chờ một thời gian và mình thổi vào trong bong bóng ha. Lúc đó người ta sẽ đo nồng độ của một chất có ở trong cái hơi thở của mình để xác định tình trạng nhiễm cái con vi trùng này. Thì đó là hai cái phương pháp mà chẩn đoán mang cái độ chính xác cao nhất. Thì nếu như mà nó chẩn đoán bằng phương pháp này mà xác định dương tính thì chắc chắn mình đang nhiễm cái con vi trùng này, và đôi khi là mình sẽ xem xét coi có chỉ định điều trị hay không. Còn ngoài ra hiện tại thì có cái cận lâm sàng mà rất là nhiều người người ta thấy cái kết quả dương tính, nhưng mà đó là cái xét nghiệm máu ha. Thì xét nghiệm máu nó chỉ chứng minh là trong cơ thể mình từng tiếp xúc với con vi trùng HB thôi, tức là nó xuất hiện cái kháng thể ở trong máu để mà nó chống lại con vi trùng này. Tuy nhiên xét nghiệm máu này nó chỉ giải thích được là bệnh nhân đang nhiễm hoặc là đã từng nhiễm thôi. Tức là đối với những người đã điều trị khỏi cái con vi trùng này rồi, người ta xét nghiệm máu vẫn còn dương tính. Do đó, đó là cái cận lâm sàng này là nó chỉ được chỉ định để xét nghiệm trên những cái đối tượng rất là đặc biệt thôi. Đối với người dân thông thường là khi mà mình muốn kiểm tra HB thì mình nên áp dụng cái phương pháp là nội soi hoặc là thổi bong bóng thì nó mới mang tới độ chính xác. Còn mình hạn chế là mình xét nghiệm máu ha, vì cái kết quả xét nghiệm máu đó nó cũng không có mang cái nghĩa chính xác cho bệnh lý cho mình. Thì HB là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái bệnh lý tăng tiết axit và dạ dày cũng như là thực quản của mình ha, là nó là một trong những nhóm nguyên nhân. Ngoài ra đó là cái bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng nó còn liên quan tới rất là nhiều những cái nguyên nhân khác, trong đó cái nhóm thứ hai là cái việc sử dụng thuốc ha, đặc biệt là các loại thuốc mà giảm đau khớp hoặc là các loại thuốc mà điều trị một số bệnh lý, ví dụ như là bệnh tim thiếu máu thì nó cũng có thể gây ra cái bệnh lý dạ dày. Ngoài ra ở những người mà đang sử dụng thuốc điều trị loãng xương cũng có thể là xuất hiện tình trạng bệnh lý dạ dày. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba cũng thường gặp của loét dạ dày tá tràng là nguyên nhân stress căng thẳng. Thì khi mà mình stress căng thẳng thì là những cái tuyến nội tiết trong cơ thể của mình nó sẽ tăng tiết axit ở trong dạ dày rất là nhiều, và lúc đó, đó là nó sẽ dẫn tới là cái hoạt động quá mức của dạ dày của mình và dẫn tới tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng. Thì đó là ba nguyên nhân thường gặp nhất của bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng. Ngoài ra nó còn những nguyên nhân hiếm gặp khác nữa. Thì là cái việc mà điều chỉnh bữa ăn cũng là một trong những cái mình cần thiết để mà mình kiểm soát cái bệnh lý dạ dày của mình, và nó đưa vào cái việc là điều trị thay đổi lối sống ở những bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng. Đối với bữa ăn thì mình sẽ có những cái lưu ý đặc biệt. Thứ nhất là mình sẽ ăn uống đúng giờ, mình sẽ xem coi là cái khung thời gian làm việc của mình như thế nào và mình chọn cái khung thời gian mình ăn đúng cái mốc giờ đó. Và nếu như mà có chênh lệch thì chênh lệch khoảng 30 phút thôi, để cho cái hoạt động tiết trong dạ dày của mình là nó được xảy ra theo đúng cái nhịp sinh học, thì lúc đó nó sẽ giảm được triệu chứng của dạ dày. Thứ hai nữa đó là việc chọn lựa thức ăn, thì mình nên chọn lựa những cái loại thực phẩm nào mà nó dễ tiêu và nó chứa nhiều chất xơ,
thì nó cũng giúp cho cái đường tiêu hóa của mình là nó giảm áp lực và nó giúp cho là cái việc tiêu hóa thuận lợi hơn. Trước đây là mọi người cứ nói là mình nên kiêng khem những thực phẩm mang tính chất nóng hoặc là chua hoặc là cay. Tuy nhiên là bên phía y tế thì thật sự là mình nên kiêng những thực phẩm nào mà khi mình ăn vào nó xuất hiện các triệu chứng dạ dày. Nói như vậy thì nó sẽ đúng hơn ha. Tại vì là cũng có những người là người ta bị loét dạ dày, nhưng mà là khi mà người ta ăn uống những đồ chua cay nóng, người ta hoàn toàn không có triệu chứng đau gì cả, thì những người đó vẫn ăn uống cái những thực phẩm đó như là bình thường. Còn đối với một số đối tượng mà có sự nhạy cảm với đồ chua, đồ cay, đồ nóng thì mình nên hạn chế. Thì nói đúng nhất sẽ là những thực phẩm nào mà mang tính chất mà khiến cho cái dạ dày của mình đó, là khi ăn vào mình cảm giác khó chịu, thì mình sẽ hạn chế những thực phẩm đó. Và thứ ba nữa đó là đối với những chất kích thích như là trà, cà phê thì mình nên thứ nhất là hạn chế sử dụng. Thứ hai nữa là nếu như mà sử dụng thì là nên sử dụng vào lúc bụng no chứ không phải là bụng đói. Đa số mọi người là đặc biệt là nhân viên văn phòng thì thường là buổi sáng mình sẽ uống cà phê ha, và mọi người thường là uống vào lúc đói bụng vào buổi sáng sớm, thì lúc đó là cái cà phê nó đi vào trong dạ dày của mình, nó kích thích tiết axit nhiều hơn so với bình thường và dễ dẫn tới các bệnh lý dạ dày và cả cái bệnh lý đường ruột, ví dụ như là hội chứng ruột kích thích nữa. Vì vậy là mình sẽ điều chỉnh cái thời gian sử dụng cà phê lại, là mình sẽ sử dụng sau bữa ăn sáng hoặc là sau bữa ăn trưa thì nó sẽ hiệu quả hơn cho mình. Thì như đã chia sẻ thì là những cái thực phẩm chua và những thực phẩm ví dụ như là sữa chua thì thật sự là nó hỗ trợ rất là tốt cho đường tiêu hóa của mình. Mặc dù nó mang cái chữ chua ở trong đó, nhưng mà cái chữ chua ở đây nó mang ý nghĩa là những thực phẩm là nó được lên men. Đối với cái sữa chua thì nó lại có hiệu quả rất là tích cực đối với đường tiêu hóa của mình, vì nó giúp là ổn định những cái chủng vi khuẩn ở trong cái đường ruột của mình, và nó giúp cho cái trục não ruột nó hoạt động hiệu quả hơn, và từ đó hỗ trợ điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa. Và có những khuyến cáo là đối với những bệnh lý đại tràng thì người ta còn khuyến cáo là mình nên sử dụng thêm sữa chua để mà giúp cho cái đường tiêu hóa của mình tốt nữa. Do đó là không có lý do gì mà ở những bệnh nhân mà bị loét dạ dày thì mình là ngăn cấm cái việc mà ăn sữa chua. Nên là ở đây là mình vẫn sử dụng thoải mái ha, và nó còn có lợi cho đường tiêu hóa nữa. Thực ra đó là đối với cha mẹ thì bao giờ là cũng quan tâm tới con của mình nhiều, nên là mới là khi mà thấy là con có những cái triệu chứng về bệnh lý đường tiêu hóa thì là nên khuyến cáo là đi khám. Thì việc đó cũng đúng ha, vì thực sự là những cái bệnh lý đường tiêu hóa hầu như những triệu chứng nó diễn ra rất là âm thầm. Đôi khi những trường hợp mà ung thư đường tiêu hóa là nó cũng hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Chỉ tình cờ khi mà đi xét nghiệm, đi kiểm tra thì mình thấy một chất nào đó cao quá, thì lúc đó mình mới quay lại kiểm tra, thì lúc đó khối u nó đã rất là to rồi. Do đó, đó là cái việc mà khi mà mình đã có xuất hiện những cái triệu chứng gì, ví dụ như là triệu chứng là đau ở cái vùng thượng vị, hoặc là triệu chứng là mình thường hay buồn nôn hay ở chua, hoặc là mình nóng rát ở phía sau cái xương ngực của mình, hoặc là mình ở chớ cái thức ăn lên, hoặc là kể cả cái triệu chứng khi mình ăn vào quá no hoặc là quá đói cũng gây tình trạng khó chịu, thì ít nhất mình cũng nên đi khám một lần để các bác sĩ có thể là chẩn đoán và điều trị, hỗ trợ điều trị sớm cho mình. Và đặc biệt là đối với những người mà trên 40 tuổi mà đã có xuất hiện lần đầu tiên cái triệu chứng đường tiêu hóa, ví dụ như là từ hồi xưa tới giờ là mình hoàn toàn không có bị đau, không có khó chịu gì hết, nhưng mà đột ngột là mình thấy tại sao mình lại có cảm giác buồn nôn, hoặc là mình lại có cái cảm giác là xót xa khi đói bụng, hoặc là mình khi mà mình ăn vào thì mình cứ thấy đầy bụng khó tiêu, thì mình nên đi khám để mà được các bác sĩ về đường tiêu hóa mình kiểm tra bệnh lý về dạ dày hoặc là bệnh lý về tá tràng cho mình, để có cái hướng điều trị sớm hơn. Sau chương trình thì quý vị đã hiểu những cái tác động của những cái thiết bị điện tử hoặc là cái việc xem video nó ảnh hưởng như thế nào đến đường tiêu hóa, cũng như là mình đã tìm hiểu thêm những cái vấn đề liên quan xung quanh đối với bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng cũng như là nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và các diễn tiến cũng như là thay đổi lối sống để mà hỗ trợ điều trị vấn đề này. Thì rất cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với chương trình. Thân chào và hẹn gặp lại.